Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau, thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 8, 8. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3270, 8196, 1243. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6844. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40077, 67177, 39428, 59064, 43234, 55581, 53604. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99882, 14303. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23907. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 72692. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 083753. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 083753.